trong thông điệp liên bang tổng thống putin không chỉ tập trung vào các kế hoạch ngắn hạn mà còn tập trung các mục tiêu chiến lược của nhà nước nga ông khẳng định nga đang tiến hành một cuộc đấu tranh chính nghĩa vì chủ quyền và an ninh của mình đa số người nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine năng lực của quân đội nga đã tăng lên gấp bội trong bối cảnh xung đột với ukraine ông khẳng định các đơn vị của nga đang nắm chắc thế chủ động họ đang tiến quân liên tục theo một số hướng chiến dịch giải phóng các vùng lãnh thổ mới Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định con đường riêng của mình, bảo vệ truyền thống của mình và giải quyết các vấn đề dựa trên thế giới quan của chính chúng tôi. Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang ở trạng thái sẵn sàng. Tổng thống Putin cảnh báo, bất kỳ hành động can thiệp nào vào Liên bang Nga sẽ chịu hậu quả hơn nhiều so với các thời kỳ trước. Có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang Nga ở phía tây đất nước sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington về ổn định chiến lược, nhưng chỉ khi lợi ích của Nga được tính đến. Ông nhấn mạnh, Nga đã và vẫn là thành trì của các giá trị truyền thống và sự lựa chọn này đang được mọi người trên toàn cầu ủng hộ, kể cả ở phương Tây. Tổng thống cho biết, một gia đình đông con sẽ trở thành tiêu chuẩn ở Nga nước này đặt mục tiêu đạt được mức tăng trưởng tỷ lệ sinh bền vững trong 6 năm tới. Tổng thống Putin cho biết, năm ngoái, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn nền kinh tế toàn cầu, vượt qua không chỉ các nước dẫn đầu Liên minh châu Âu, mà còn vượt lên trên tất cả các nước G7. Nga sẽ trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đích thân soạn thảo nội dung bài phát biểu và đã có hàng chục cuộc liên lạc qua điện thoại và gặp trực tiếp với các bộ trưởng, phó thủ tướng và các quan chức chính phủ khác. Như thông lệ, khoảng 1.000 người đã được mời đến dự buổi phát biểu thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo Nga. Trong số đó có thành viên của cả hai viện trong Quốc hội Nga, các quan chức chính phủ và chính quyền, người đứng đầu tòa án hiến pháp và tối cao, các thống đốc, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà ngoại giao và nhà báo kể cả người nước ngoài ngoài ra theo ông peskov những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine cũng đã được mời bài phát biểu hàng năm của tổng thống trước quốc hội nga theo truyền thống đưa ra đánh giá về tình hình trong nước và vạch ra những xu hướng cơ bản trong chính sách đối nội và đối ngoại Hôm nay 29 tháng 2, một cuộc đàm phán giữa đại diện của lực lượng Hamas và phong trào Fatah sẽ được tổ chức tại Moscow, Nga để thảo luận về việc thành lập một chính phủ Palestine thống nhất và xây dựng lại Gaza. Phát biểu bên lề Hội đồng Nhân quyền ở Geneva, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki ngày 28 tháng 2 cho biết, Ông không kỳ vọng phép lạ xảy ra tại các cuộc đàm phán này. Liên quan đến việc Thủ tướng Mohammad Stayed từ chức, Ngoại trưởng Maliki cho rằng Việc chính phủ Palestine từ trước là nhằm ngăn chặn các đối tác quốc tế nói rằng chính quyền Palestine không hợp tác, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng tham gia trong việc thực hiện bất kỳ quy trình nào. Bên cạnh đó, ông Maliki cũng bày tỏ thất vọng về thất bại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Mark Conan, vừa tròn 82 tuổi và tuần trước đưa ra tuyên bố trên tại phòng họp thượng viện, đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên ở Quốc hội Mỹ và mở ra cuộc đua quan trọng để lựa chọn người kế nhiệm. Ông sẽ tiếp tục làm việc ở thượng viện xong sẽ để thế hệ kế tiếp lên lãnh đạo khối cộng hòa tại đây. Thượng nghị sĩ Mỹ Mick McConnell sinh ngày 20 tháng 2 năm 1942, từng là lãnh đạo phe thiểu số trong giai đoạn 2007-2015, lãnh đạo phe đa số từ năm 2015 đến 2021 và lãnh đạo phe thiểu số từ năm 2021 đến nay. Ông là lãnh đạo của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện từ năm 2007 và là nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa phục vụ lâu nhất tại Thượng viện trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 28 tháng 2, ngành hàng không Argentina đã bị tê liệt khi các nhân viên tiến hành đình công trên toàn quốc, yêu cầu chính phủ tăng lương. Công đoàn ngành hàng không yêu cầu tăng 16% lương trong tháng 2 và 12% trong tháng 3. Tuy nhiên, chính phủ chỉ đồng ý tăng 12% mỗi tháng và hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Cuộc đình công trong vòng 24 tiếng từ 0 giờ ngày 28 tháng 2 của các nhân viên hàng không Argentina khiến toàn bộ các chuyến bay trong nước và một số chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Công đoàn Aerolíneas Argentinas, hãng hàng không quốc gia Argentina thuộc sở hữu nhà nước, đã phát động cuộc đình công khiến hơn 330 chuyến bay nội địa bị hủy tại hơn 50 sân bay trên cả nước và làm ảnh hưởng tới 24.000 hành khách với mức thiệt hại lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát làm Petrovskoye theo hướng Adika, một trong những cứ điểm quan trọng. Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân đội Ukraine và phát động các cuộc tấn công ở Kupiansk và các hướng khác, phá hủy nhiều trang bị như xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành của quân đội Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ một số tên lửa HIMARS. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã xảy ra 79 trận giao tranh ở khu vực tiền tuyến, lực lượng Ukraine đã tấn công các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị quân sự của Nga, các sở chỉ huy phòng không, hệ thống phòng thủ và nền tảng tác chiến điện tử, phá hủy 4 khẩu pháo của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28 tháng 2 đã tới trung tâm quân y Walter Reed gần thủ đô Washington để kiểm tra sức khỏe thường niên và rời đi sau 2,5 giờ. Đây cũng là đợt kiểm tra sức khỏe cuối cùng của ông Biden trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. Trong báo cáo sức khỏe, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết tổng thống Biden vẫn đủ khỏe để đảm đương công việc và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không có trường hợp ngoại lệ hay điều chỉnh nào. Theo ông O'Connor, tổng thống Biden phải đeo máy trợ thở để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ông Biden cũng gặp loạt vấn đề như đi lại khó khăn do thoái hóa cuộc sống và điều trị rút tỉ răng nhưng không có thay đổi đáng kể nào so với năm ngoái tổng thống Biden kiểm tra sức khỏe giữa bối cảnh cử tri lo ngại vấn đề tuổi tác do ông hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu tái đắc cử ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Trung tâm điều phối cứu hộ chung của Naui thông báo chiếc trực thăng chở theo 6 người đã buộc phải đáp xuống biển ở khu vực ngoài khơi vùng duyên hải phía tây của quốc gia Bắc Âu trong ngày 28 tháng 2. Sau đó, toàn bộ 6 người trên máy bay đều được đưa lên khỏi mặt biển. Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc quyền sở hữu của công ty Bristol-Norway, chuyên chở đội ngũ nhân viên đến và rời các giàn khoan khai thác dầu mỏ và khí đốt ở biển Bắc. Dữ liệu không lưu cho thấy một số trực thăng cứu hộ đã quần thảo xung quanh khu vực lân cận một hòn đảo nằm ở phía tây Bergen, thành phố lớn thứ hai ở Na Uy và là đầu mối nhộn nhịp của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ngoài khơi tại quốc gia Bắc Âu. Theo đánh giá của Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus, CAMS thuộc Liên minh cho EU, Lượng khí thải carbon sinh ra từ các đám cháy rừng ở Brazil, Bolivia và Venezuela trong tháng 2 năm nay đã lên mức cao nhất trong vòng 21 năm qua. Ở Brazil, cường độ cháy rừng và lượng phát thải cao đã được quan sát thấy ở bang Roraima thuộc vùng Amazon, mặc dù ở rừng nhiệt đới Amazon, mùa cháy rừng cao điểm thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 10. Tại Brazil và Venezuela, lượng khí thải carbon ước tính lần lượt là 4,1 và 5,2 megaton carbon, còn tại Bolivia con số này là 0,3. Nhà khoa học cấp cao của CIMS Mark Perrington cho biết hạn hán và các đợt nắng nóng xảy ra ở những khu vực này đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng trong năm nay. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang có chuyến thăm Australia. Nhân chuyến thăm hai nước ngày hôm nay đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực bao gồm cả hợp tác hàng hải. Quan hệ giữa Australia và Philippines đang phát triển nhanh chóng kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược vào năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh hai nước không chỉ có sự gắn kết về văn hóa, thương mại và con người mà còn là hai quốc gia ở chung trên một chiếc thuyền và chia sẻ tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết, trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines lần này, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong công nghệ số và an ninh mạng ông Marcos sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tại Melbourne vào tuần tới. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho tae yu đã đến thăm Mỹ và hội đàm với người đồng cấp Antony Blinken về kế hoạch tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương bền chặt và các vấn đề quốc tế. Chuyến thăm diễn ra khi Hàn Quốc và Mỹ hợp tác chặt chẽ trên cả phương diện song phương, khu vực và toàn cầu ngoại trưởng mỹ và hàn quốc khẳng định sự đoàn kết trong các vấn đề toàn cầu trong đó có vấn đề triều tiên và ukraine nhấn mạnh tới sự hợp tác về công nghệ và hợp tác ba bên với nhật bản khẳng định tăng cường phối hợp ba bên là điều cần thiết để giải quyết các thách thức an ninh chung thúc đẩy sự ổn định và tăng cường thịnh vượng ở ấn độ dương thái bình dương